Chào các bạn nha, hôm nay là ngày như là ngày 13 tháng 9 năm 2023 nha các bạn. Hôm nay có cái bộ phận là của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phượng Đỏ Nghĩa Tình Đồng Đội đến địa phương để tặng quà cho cựu chiến binh xã nha các bạn. Nghe nói là được đâu một cái mũ tơ bèo với một cái áo phông với cái món quà gì đó để mình thực hư ra sao thì bây giờ mình sẽ vào trong hội trường. Mình sẽ cho các ông chị biết nha. Có không là mình sẽ biết liền cho các ông chí. Mời các bạn cùng theo chân mình nha. Tất cả là hội viên của chi hội áo bầu bông đã có mặt theo đúng giờ quy định của giấy mời nha. Không biết là nhận được quà gì của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phượng Đỏ Nghĩa Tình Đồng Đội đây. Nhận gì đưa gì anh Út? Rồi đây đây. Tôi cũng muốn ghi nhận này, tôi làm cho rõ sự việc về các bạn. Tại vì trước đây có nhiều công ty xuống đây là mời bà con bác mất công ăn chuyện làm đến đây toàn là ngồi đây xong lát nữa nói chuyện đâu lát nữa kêu là vụ tiền bạc không ạ. Mấy triệu một tấm. Sao khoan. Sao nút nói sao? À, đây là nút là của chúng binh của chị hội ấp nè. Anh nói sao? Mấy con là cũng còn mấy phần quà mà trong giấy mời là như thư mời nè, như cái thư mời vậy là mời mấy đồng chí đó có nhận xong chưa? Một cái mũ rồi chưa có gì hết đâu. Rồi các đồng chí chờ nào rồi, có không có rồi tôi sẽ ghi nhận đi. À, thì rồi tôi cũng mong là có cho nó đỡ phiền cho bà con. Đây là mấy chị là vợ của cựu chiến binh là các đồng chí bỏ công an việc làm để theo cái lời giấy mời của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phượng Đỏ Nghĩa Tình Đồng Đội đến đây. Tôi đã liên hệ số điện thoại này rồi, trên kia là không có máy, liên hệ số anh đỏ nè không có máy. Ừ, điện thoại không có người đâu máy. Đây là các đồng chí của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phượng Đỏ Nghĩa Tình Đồng Đội các bạn. Dạ. Về địa phương để làm cái tặng theo thư mời là mời các hội viên của chiến binh của trên 4 ấp trên địa bàn xã Phước An, gồm có 4 ấp ấp Bà Trường, Bà Bông, Dũng Gấm và Quế Thạnh để tặng quà cho bà con. Là tôi theo thư mời tôi cũng đã nhận đây là một cái mũ tơ bèo và một cái áo phông. Cái phông là cái nào đó tôi coi đâu để coi bà con nhận được cái gì đó. Tôi cũng mong cho bà con nhận được cho đúng theo cái thư mời. Rồi một cái gì nữa tôi thấy trong đó. Ừ, đó thì nếu mà đợt này mà nếu mà công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phượng Đỏ thực hiện đúng theo cái lời này thì đây là sự thật cho các bạn. Còn nếu không, tôi cũng đưa ra ánh sáng những cái việc này ra ánh sáng cho các đồng chí xem. Tôi thực hiện đây là thực hiện cho công chức nhà nước. Đấy. Rồi mời bà con nào chưa có áo là nhận áo nào. Bà con nào chưa có áo là nhận áo. Đây là theo lời mời của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phượng Đỏ là nghĩa tình đồng đội các bạn. Rồi bà con nào chưa có áo là nhận áo đi. Theo giấy mời mình đã có giấy mời thì mình tới mình nhận. Đây này cái này là của chú đây. Cái này là của ai đây ạ? À? Của chú. Đấy, chú là... không chú là phó chủ nhiệm phụ trách thường trực. Rồi đây thật sự là có nhận nha các đồng chí chứ không phải không có nha. Đây rồi đây tôi thay mặt cho cựu chiến binh xã Phước An xin cảm ơn cái công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phượng Đỏ Nghĩa Tình Đồng Đội. Chúc công ty coi như bằng ăn là coi như là phát tài. Giúp cho các đồng chí cựu hội viên của chúng binh là được coi như hoàn thành là coi như là theo cái thư mời vậy là rất mừng. Đây tôi đã nhận được rồi các đồng chí. Đây. Đây là đó đồng chí Quân. Đồng chí Quân là cũng là thương binh đấy. Rồi. Đây giờ mình đã cũng có nhận các đồng chí. Đâu đồng chí Long nhìn trên màn hình nha, tôi đã nhận rồi nha.